Vào TPP thì Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng sản xuất trong nước, đặc biệt là mặt hàng nông sản. Đây cũng là thời cơ để Việt Nam giảm dần sự lệ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu truyền thống luôn có sự bấp bênh, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. 11 quốc gia trong khối TPP đều được coi là thị trường lớn và tiềm năng cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Trong đó, 3 thị trường lớn nhất là Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ. Hiện nay, Việt Nam là đối tác xuất khẩu nông sản số 1 của khối ASEAN vào Mỹ. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào các quốc gia này đều thấp hơn rất nhiều so với xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, trong 5 năm gần đây, từ năm 2008 đến năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu 11 mặt hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu của nước ta sang thị trường Trung Quốc tăng cao liên tục. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc trong năm ngoái đã chạm ngưỡng 15 tỷ đô la Mỹ, riêng nhập khẩu là 40 tỷ đô la Mỹ. Đến nay, Trung Quốc chiếm hơn 40% thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam, 60% thị trường xuất khẩu cao su, 70% thị trường xuất khẩu thanh long, 90% thị trường xuất khẩu sắn. Vì đối với thị trường Trung Quốc là chúng ta chỉ có biết bán đến biên giới, rồi sau đó là qua người trung gian đưa đi đâu chúng ta không biết. Và một cái thị trường như thế có thể thậm chí có thể là tốt ngày hôm nay thì ngày mai cũng chưa chắc đã an toàn. Và khi chúng ta xây dựng vùng chuyên canh như thế là thất bại. Chúng ta có thể thấy ví dụ trong trường hợp mà quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc mà cơm không lành canh không ngọt thì như năm vừa rồi là các doanh nghiệp là điêu đứng và gây cái sức ép lên cái người sản xuất cũng như là cái người buôn bán lúa gạo của Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng khi Việt Nam tham gia TPP, lúc đó cơ cấu xuất khẩu các mặt hàng của Việt Nam, đặc biệt là nông sản, sẽ được mở rộng, hạn chế phụ thuộc nhiều vào một số thị trường truyền thống như Trung Quốc. Tình trạng nông sản do nông dân Việt Nam làm ra phải đổ đi trên đường xuất khẩu Trung Quốc sẽ dần được hạn chế. Thưa quý vị và các bạn, bất kỳ một hiệp định thương mại tự do nào cũng bao gồm cả rất nhiều thách thức mới bên cạnh những cơ hội phát triển đối với các quốc gia thành viên. Và Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Và xung quanh câu chuyện Việt Nam được gì và mất gì khi mà tham gia TPP thì ngày hôm nay chương trình thời sự đã mời tới trường quay tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế. Và xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, khi mà Việt Nam tham gia vào TPP thì người tiêu dùng kỳ vọng là họ sẽ được mua hàng hóa chất lượng cao và với giá rất là rẻ. Và một cái số dự báo lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam thì sẽ tăng trưởng cao và cơ hội là chúng ta sẽ có hàng đưa đi xuất khẩu và sẽ thu được ngoại tệ về. Vậy thì ông nghĩ sao? Theo ông thì ông nghĩ sao về cái điều này? Tôi cho rằng trước hết phải khẳng định đó là những nhận định hoàn toàn chính xác, khi mà có thể nói cả các chuyên gia trong và ngoài nước đều đánh giá rất cao cái tác động tích cực của cái Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP đến cái nền kinh tế Việt Nam. Trước hết liên quan đến tiêu dùng thì khi mà cái hàng rào thuế quan trong cái khu vực mậu dịch tự do mà chúng ta gọi là lớn nhất thế giới như vậy, có cái quy mô rất lớn với những nền kinh tế, những nhà sản xuất hàng đầu như là Mỹ hay là Nhật Bản, thì rõ ràng khi hàng rào thuế quan nó bỏ đi thì đó là một cái cơ hội rất tốt để người dân Việt Nam có thể là tiêu dùng những cái hàng hóa có chất lượng cao với cái mức giá rẻ hơn, tức là cái điều kiện tiếp cận tốt hơn. Cái vấn đề thứ hai nữa là do tác động của xóa bỏ cái hàng rào thuế quan nên cái hoạt động thương mại, các cái hoạt động đầu tư, kể cả thương mại hàng hóa cũng như là thương mại dịch vụ kết hợp với đầu tư thì sẽ tác động tích cực đến cái kinh tế Việt Nam, trong đó có yếu tố về xuất khẩu mà người ta đều nói rằng kinh tế Việt Nam là một trong nước được lợi nhất về mặt xuất khẩu khi mà chúng ta tham gia vào TPP. Thông qua cái đầu tư, thông qua cái tự do hóa thương mại và cái hoạt động xuất khẩu tăng như vậy thì chúng ta dự tính là cái GDP của Việt Nam trong cái thời gian tới sẽ có thể là xấp xỉ khoảng từ 3 tới 4 tỷ đô la được bổ sung thêm vào cái nền kinh tế Việt Nam. Thì có thể nói đó là những tác động rất toàn diện và tích cực của cái Hiệp định Thương mại Tự do TPP. Vâng, cũng có những nhiều ý kiến thì cho rằng cái lợi ích to lớn khi mà Việt Nam tham gia là thành viên của TPP thì đó là sẽ tìm được một đối trọng đủ lớn để có thể tái cân bằng được cái quan hệ thương mại với các thị trường truyền thống trọng điểm và giảm bớt cái ảnh hưởng hệ lệ thuộc của một thị trường nhất định. Đặc biệt, có thể chúng ta nói đây là Trung Quốc đúng không ạ? Vâng, vậy thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Tôi cho rằng đây hoàn toàn là một cái kỳ vọng của chúng ta và đó cũng là một trong những lý do rất quan trọng khi mà Việt Nam là một trong thành viên rất tích cực để thúc đẩy cái đàm phán TPP đi đến cái kết quả mà như vậy là đã thống nhất được cái Hiệp định Thương mại Tự do TPP. Cái quan trọng của chúng ta đó là chúng ta vẫn nhất quán cái chủ trương là đa dạng hóa thị trường, đặc biệt là cái thị trường thương mại, cái thị trường xuất khẩu cũng như là thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy là cái sự phụ thuộc
của cái xuất khẩu và cái nhập khẩu Việt Nam và một số đối tác lớn, trong đó có trường hợp của Trung Quốc, là khá nặng nề. Và đặc biệt là cái tính chất phụ thuộc đó lại là khiến chúng ta nhập siêu, hay nói cách khác là chúng ta có cái thâm hụt thương mại rất lớn tới hàng chục tỷ đô la từ Trung Quốc, và gần đây là trường hợp đối cả Hàn Quốc chúng ta cũng có nhập siêu. Do đó thì với TPP chúng ta sẽ hy vọng là chúng ta sẽ cơ cấu lại cái thị trường của mình, kể cả thị trường xuất khẩu, kể cả thị trường nhập khẩu, vào những thị trường có thể nói là thứ nhất là thị trường Mỹ là đứng đầu thế giới, hay là thị trường đứng thứ ba thế giới với quy mô, đó là Nhật Bản. Và trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ tái cân bằng được cái mà cái bất cập trong cái vấn đề về cái thương mại của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là liên quan tới các cái quy định về xuất xứ hàng hóa và quy định rất là chi tiết và cụ thể trong hiệp định TPP. Vâng, thì tôi cho đây rằng những cái động lực và cái điều kiện, cái cơ hội để chúng ta có thể là tái cân bằng cái thương mại vốn đang có khá nhiều bất cập hiện nay. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với dân số là 790 triệu dân, chiếm 40% GDP toàn cầu, khối các quốc gia tham gia TPP thực sự là thị trường rất lớn. Tuy nhiên thì với nền nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu nông sản, được cho là sẽ phải đối mặt với những vô vàn thách thức. Và các nước có nền nông nghiệp mạnh, nhất là trong chăn nuôi gia súc lớn như là Mỹ và Australia, thì có thể sẽ làm thay đổi cấu trúc cho thị trường chăn nuôi Việt Nam. Và chăn nuôi nhỏ lẻ rất dễ bị các doanh nghiệp sản xuất bỏ rơi để quay sang nhập nguồn ngoại giá rẻ hơn. Trong tháng 8 vừa qua, nước Úc, một trong 12 quốc gia tham gia TPP, đã kiểm tra và phát hiện một lô hàng cá rô phi của Việt Nam nhập khẩu vào nước này có chứa chất cấm là ciprofloxacin và enrofloxacin. Theo quy định của Úc, đối với những lô hàng có chứa chất cấm này sẽ không được phép bán tại Úc và bị trả lại cho nhà nhập khẩu, buộc phải tiêu hủy. Thông tin này ngay lập tức khiến cho rất nhiều người nuôi cá rô phi trong nước lo lắng. Trả về thì thôi, mình bây giờ chắc thì đổ ngao chôn vườn gốc cây chứ còn làm gì được, đúng không nào? Hai chất cấm có trong cá rô phi của Việt Nam bị phía Úc cho rằng có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên tại Việt Nam, hai loại kháng sinh này vẫn được dùng trong nuôi trồng thủy sản, do ciprofloxacin và enrofloxacin đều có công dụng tốt trong việc phòng chống các bệnh gan, thận mủ trên cá và tôm nuôi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thách thức lớn nhất đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam khi tham gia TPP chính là việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng ta phải làm sao mà đáp ứng được những cái yêu cầu của các cái thị trường, sau đó là đến cái an toàn dịch bệnh, và thứ ba nữa là cái kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào. Ngoài vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, chi phí cao, thiếu chuyên nghiệp chính là thách thức lớn nhất của nông nghiệp Việt Nam khi tham gia sâu vào TPP. Hiện nay đa số cái sản xuất của chúng ta vẫn dựa vào là sản xuất hộ nhỏ, vẫn là nông dân nhỏ, mặc dù nông dân nhỏ có năng động hơn, mặc dù có áp dụng kỹ thuật tốt hơn, gắn bó với thị trường hơn, nhưng vẫn là nông dân nhỏ. Nếu chúng ta tiếp tục duy trì cái sản xuất nhỏ như thế này mà khi tiến hành mở rộng cái hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới đấy, thì cái sức ép, cái sức va đập từ bên ngoài vào sẽ làm cho các hộ nông dân nhỏ này là khó đứng vững được. Nhưng trong giai đoạn đầu nếu tổ chức không tốt thì yếu tố thách thức lại là rất nhiều. Chính vì chỗ này mà nông nghiệp chúng ta đang kỳ vọng là một thế mạnh của hội nhập này. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện những cái giải pháp đồng bộ để nâng cao khả năng cạnh tranh của nền nông nghiệp nói chung, và trong đó đặc biệt trước hết tập trung vào phát huy những cái sản phẩm mà có khả năng cạnh tranh cao như là lúa gạo, rồi cà phê, rồi thủy sản, là những cái ngành mà có nhiều những cái sản phẩm chúng ta có khả năng cạnh tranh tốt. Là nền kinh tế kém phát triển nhất trong các nước thành viên TPP, rõ ràng Việt Nam chưa đủ khả năng xâm nhập vào thị trường nước ngoài, trong lúc có nguy cơ thị trường nội địa bị hàng hóa nước ngoài giá tốt lấn lướt. Nếu như không có sự chuẩn bị và nâng cao năng lực với tầm nhìn dài hạn, sẽ rất nhiều doanh nghiệp Việt sẽ đuối sức khi bơi ra biển lớn, nhất là khi sự bao bọc từ các chính sách hỗ trợ của chính phủ đang yếu dần và không còn nữa. Vâng ạ, quay trở lại với trường quay, thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, những cái lợi ích mà khi Việt Nam tham gia TPP thì chúng ta có thể thấy rồi, và những cái thách thức đặt ra thì không phải là nhỏ. Vậy thì trong cái khi mà cái năng lực xâm nhập vào thị trường nước ngoài còn nhiều hạn chế và thiếu kinh nghiệm như vậy, thì ông có cho rằng có một cái kịch bản có thể sẽ xảy ra, đó là chúng ta sẽ dễ bị lấn lướt ngay tại thị trường nội địa khi mà TPP mở ra hay không? Tôi cho rằng cái kịch bản đó hoàn toàn có thể xảy ra.
có thể nói là nếu như trong kinh nghiệm quá khứ không quá xa, khi mà 2007 chúng ta tham gia vào WTO, có thể nói là khi đó chúng ta cũng đánh giá rất nhiều cơ hội bên cạnh những thách thức. Và có thể nói cho đến thời điểm hiện nay chúng ta đã không tận dụng tốt các cơ hội đó. Và dường như là cái thị trường, không chỉ là thị trường các hàng hóa xuất khẩu, mà kể cả thị trường nội địa của chúng ta cũng bị lấn át khá nhiều bởi các cái doanh nghiệp nước ngoài, các cái nhà đầu tư nước ngoài. Và do đó thì đối với trường hợp TPP, tôi cho rằng chúng ta sẽ phải rút kinh nghiệm để làm sao mà cái cơ hội thì chúng ta nắm bắt được, nhưng cái thách thức thì chúng ta phải vượt qua. Đặc biệt đó là tạo ra cái sức mạnh của các nhà sản xuất Việt Nam, kể cả sản xuất trên thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, để làm sao chúng ta có cái khả năng cạnh tranh trong cái bối cảnh mà đã có một cái thị trường chung, bối cảnh có một cái khu vực mậu dịch tự do với những cái cường quốc, có thể nói là như vậy, không chỉ về công nghiệp mà cả các cái sản phẩm nông nghiệp nữa. Vâng. Vậy thì ngoài các doanh nghiệp của Việt Nam thì người nông dân cũng sẽ là những cái đối tượng mà sẽ phải đừng bị chịu ảnh hưởng của cái TPP này. Vậy thì khi dù TPP chưa thực hiện nhưng mà người chăn nuôi thì đã thực sự là gặp khó khăn khi mà trước đây mặt hàng thịt gà của Mỹ đã được nhập ồ ạt vào Việt Nam với giá rất là rẻ. Vậy thì tương lai nào sẽ cho nền nông nghiệp Việt Nam thưa ông? Tôi cho rằng có thể nói là thoạt đầu và chúng ta kỳ vọng rằng chúng ta là một nước nông nghiệp với những cái ưu thế nhất định của mình. Do đó chúng ta sẽ có những lợi thế rất lớn khi chúng ta tham gia vào TPP với một cái thị trường rộng mở. Với những cái sản phẩm đặc thù của chúng ta, đó là nông sản, là những cái nông sản nhiệt đới. Có thể nói là Việt Nam có một cái ưu thế như vậy. Và rõ ràng cũng không ít nông sản chúng ta đang đứng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba về cái gọi là xuất khẩu trên thế giới. Tuy nhiên đối với trường hợp TPP thì tôi chia ra làm hai phần. Nếu đối với các sản phẩm trồng trọt thì có thể nói chúng ta sẽ vướng một cái rất lớn, đó là cái quy mô sản xuất của chúng ta quá manh mún, và như vậy là sức cạnh tranh sẽ hạn chế, năng suất của chúng ta không cao, và đặc biệt là liên quan tới cái vấn đề chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm vốn là rất khắt khe với những thị trường mà chúng ta đang định hướng tới. Đối với khu vực chăn nuôi thì có thể nói là kịch bản còn xấu hơn. Gần như tất cả các chuyên gia đều đánh giá rằng chăn nuôi chúng ta sẽ phải đối mặt với một cái nguy cơ sống còn trong cái bối cảnh là TPP, khi mà chúng ta cũng không có ưu thế về năng suất, chúng ta cũng không có ưu thế về quy mô. Và tôi cũng nhấn mạnh rằng Mỹ hay Nhật Bản, hay trường hợp đặc biệt là trường hợp Australia và trường hợp của Mỹ hay là trường hợp New Zealand, thì họ không chỉ là những nước phát triển như chúng ta biết, mà họ còn là những cường quốc nông nghiệp với năng suất nông nghiệp rất là cao, với những sản phẩm có thể nói là chất lượng rất tốt và đảm bảo các điều kiện vệ sinh hơn hẳn chúng ta. Do đó thì cái lo ngại chúng ta đặc biệt trong cái lĩnh vực chăn nuôi, tôi cho rằng sẽ rất cần cái sự tập trung để chúng ta có thể vượt qua và duy trì, thậm chí là phát triển được cái ngành chăn nuôi của chúng ta trong cái bối cảnh chúng ta đã là thành viên của TPP trong cái thời gian tới đây. Vâng.